Đó, về tới rồi các bạn. Đó, tới đây nè. Đó, gió rất là lớn, nó tạt qua tạt lại nhưng mà nó vẫn về đúng vị trí. Đó, nè. Đó, remote nè. À, xuống là cái tắt máy luôn nè ha. À, xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ review cái mẫu sản phẩm ZZRC RX3 ha. Thì cái mẫu sản phẩm này thì có định vị GPS và motor nó là 3 pha rootless ha. Hiện tại thì ở đây gió rất là lớn, nhưng mà mình sẽ vẫn cố gắng test cái mẫu này cho các bạn xem ha. Gió nó rất là lớn, các bạn có thể nhìn xung quanh. Đó. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khởi động ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở máy bay lên ha. Đó. Sau đó các bạn sẽ mở remote điều khiển. Đó. Sau đó các bạn sẽ vào cái wifi. Vào wifi ha. Các bạn sẽ đợi máy bay hiện lên cái wifi UAV thì chúng ta sẽ kết nối vào. Đó. Nó sẽ tự động kết nối ha. Sau đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm. Phần mềm ZZRC lên. Mình sẽ kéo sáng, sáng lên hết cỡ rồi. Chúng ta bấm connect ha. Đó, thì đây là chất lượng camera của chúng ta. Và đặc biệt trời nó hơi gió một chút xíu ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt ha. Thì để khởi động cái máy bay có GPS đó, thì các bạn chỉ cần cầm hai cái cần gạt lên hai phía trên và phía dưới ha, như thế này khoảng 3 giây. Sau đó các bạn thả nhả ra ha. Đó, thì khi đó đèn xanh dương sẽ sáng như thế này. Và các bạn sẽ xoay đến khi nào mà cái đèn xanh dương nó tắt và nó sẽ hiển thị cái đèn xanh lá ha. Do là ban ngày hơi sáng nên mình nhìn nó không có rõ ha. À đây, khi đèn xanh lá sáng rồi đó thì các bạn sẽ hướng camera lên trời và quay ngược lại ha. Quay đến khi nào mà đèn xanh này và đèn này nó sáng lên luôn là ok. Đây, nó sáng lên rồi ha. Và lúc này á thì trên cái thanh điều khiển ta sẽ hiện cái thông số GPS. Hiện tại của mình là đang là 11 ha. Hiện tại thông số GPS đang là 11 nè. Mình nhìn lên trên nè. Đó, và đặc biệt trời đất gió ha. Bây giờ mình sẽ khởi động thử cho các bạn xem ha. Đó, thì khởi động thì chúng ta sẽ bấm hai cần gạt vào phía bên trong ha. Đó, đến khi nào gạt vào bên trong thì nó buông ra ha. Đó. Còn ta lên ga thì máy bay sẽ khởi động, và đặc biệt là trời hơi gió một chút xíu ha. Rồi á, sau khi mà các bạn bấm quay về á, các bạn lưu ý muốn khởi động lại chúng ta phải bật về vị trí GPS nha, thì máy bay mới khởi động được. Khi các bạn mà lỡ kéo cái này xuống nút quay về thì máy bay sẽ không khởi động ha. Bây giờ mình sẽ khởi động lại. Đó, mình sẽ bay lên ha. Đó, khi chúng ta buông ra thì máy bay sẽ giữ độ cao ha. Rồi mình sẽ tiến xe với tốc độ nhanh nè. Mình đang xài tốc độ nhanh nè. Đó, thì máy bay sẽ bay nhanh về phía trước. Đó. Rồi mình sẽ bay quay gần lại và bay cao lên một chút xíu ha. Rồi mình sẽ chỉnh lại tốc độ chậm để cho máy bay bay chậm ha. Đó, thì khi chúng ta buông ra nè. Đó, buông ra thì nó sẽ giữ độ cao ha. Và đặc biệt trời gió giờ rất là mạnh. Đó. Mình sẽ bay cao thêm cho các bạn xem. Rất cao nha các bạn. Em mình zoom lại cho nè. Đó. Nó muốn trên cao nè. Đó. Và mình sẽ xoay vòng tròn ha. Đó, sau đó mình sẽ tiến ra xa. Đó, thì khoảng cách bây giờ rất là xa ha. Giờ cái trên màn hình nó không còn thấy gì hết các bạn. Đó. Rất là xa luôn.
Dạ bây giờ mình sẽ, khi nó bay xa ha, mình sẽ tự tắt cái nút remote ha. Đây, mình sẽ tắt remote. Đó, khi tắt remote thì máy bay nó sẽ tự động cất cánh lên cao ha. Giờ quay về à, remote của mình đã tắt rồi nha. Thì máy bay nó sẽ tự động đó, bay nhanh về hướng chúng ta và nó sẽ ngừng lại và nó sẽ hạ cánh từ đó. Nó bay xuống tới trên cao thì các bạn nghe nó tự bay nha các bạn, không ai điều khiển đâu. Đó, nó đang trên đầu mình nè. Các bạn đã tắt remote ha. Đó, rất là cao nha các bạn. Đó, cao nè, nhìn nè, zoom đó. Rung lại gần nè. Do là gió rất là to nên máy bay hơi bị rung lay chút xíu. Nhưng mà vẫn rất là thông minh à, về đúng vị trí cũ của chúng ta ha. Đó, về tới rồi các bạn. Đó, tới đây nè. Đó, gió rất là lớn, nó tạt qua tạt lại nhưng mà nó vẫn về đúng vị trí. Đó, nè. Đó, remote nè. À, xuống là cái tắt máy luôn nè ha. Đó, đây các bạn nhìn remote chúng ta đã tắt rồi nha, không tắt ốp nha. Máy bay sẽ tự động quay về. Đó. Thì cái mẫu sản phẩm này thì định vị GPS và motor 3 pha rootless dành cho những bạn nào mà thích điều khiển mẫu sản phẩm mà sử dụng camera và chất lượng ổn định của máy bay thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu sản phẩm này. Đó, thì các bạn có thể truy cập vào website sun.vn và gọi vào từ khóa là GGRC X3 hoặc GGR ha. Thì nó sẽ ra đồng bộ ảnh và sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo và đặt hàng. Hoặc các bạn có thể click vào đường link bên dưới video này ha. Và mình sẽ luôn luôn update nhiều mẫu sản phẩm mới ha, độc đáo sẽ dành cho bạn trong những video tiếp theo. Sun xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.